Chương 6. Mục 3. Đấu thầu hàng hóa dịch vụ. Điều 214. Đấu thầu hàng hóa dịch vụ. 1. Đấu thầu hàng hóa dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hóa dịch vụ thông qua mời thầu, gọi là bên mời thầu, nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu, gọi là bên dự thầu. Thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra, và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng gọi là bên trúng thầu. Hai. Các quy định về đấu thầu trong luật này không áp dụng đối với đấu thầu mua sắm công theo quy định của pháp luật. Điều 215. Hình thức đấu thầu. 1. Việc đấu thầu hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo một trong hai hình thức sau đây. A. Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu không hạn chế số lượng các bên dự thầu. B. Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu nhất định dự thầu. 2. Việc chọn hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế do bên mời thầu quyết định. Điều 216. Phương thức đấu thầu. 1. Phương thức đấu thầu bao gồm đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai túi hồ sơ. Bên mời thầu có quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và phải thông báo cho các bên dự thầu. 2 trong trường hợp đấu thầu theo phương thức đấu thầu một túi hồ sơ bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật đề xuất về tài chính trong một túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và việc mở thầu được tiến hành một lần ba trong trường hợp đấu thầu theo phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ thì bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật đề xuất về tài chính trong từng túi hồ sơ riêng biệt được nộp trong cùng một thời điểm và việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước. Điều 217. Sơ tuyển các bên dự thầu. Bên mời thầu có thể tổ chức sơ tuyển các bên dự thầu nhằm lựa chọn những bên dự thầu có khả năng đáp ứng các điều kiện mà bên mời thầu đưa ra. Điều 218. Hồ sơ mời thầu. 1. Hồ sơ mời thầu bao gồm: a. Thông báo mời thầu. b các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu. C. Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu. D. Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu. Hai. Chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định. Điều 219. Thông báo mời thầu. 1. Thông báo mời thầu gồm các nội dung chủ yếu sau đây. A. À, tên, địa chỉ của bên mời thầu. B. Tóm tắt nội dung đấu thầu C. Thời hạn địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu D. Thời hạn địa điểm thủ tục nộp hồ sơ dự thầu D. Những chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu 2. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế. Điều 220. Chỉ dẫn cho bên dự thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm chỉ dẫn cho bên dự thầu về các điều kiện dự thầu, các thủ tục được áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp các câu hỏi của bên dự thầu. Điều 221. Quản lý hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm quản lý hồ sơ dự thầu. Điều 222. Bảo đảm dự thầu. 1. Bảo đảm dự thầu được thực hiện dưới hình thức đặt cọc ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu. 2. Bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu nộp tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu khi nộp hồ sơ dự thầu. Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu do bên mời thầu quy định nhưng không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa, dịch vụ đấu thầu. 3. Bên mời thầu quy định hình thức điều kiện đặt cọc ký quỹ hoặc bảo lãnh dự thầu. Trong trường hợp đặt cọc ký quỹ, thì tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu. 3. Bên dự thầu không được nhận lại tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu trong trường hợp rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu, gọi là thời điểm đóng thầu không ký hợp đồng hoặc từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp trúng thầu. 5. Bên nhận bảo lãnh cho bên dự thầu có nghĩa vụ bảo đảm dự thầu cho bên được bảo lãnh trong phạm vi giá trị tương đương với số tiền đặt cọc ký quỹ. Điều 223. Bảo mật thông tin đấu thầu. 1. Bên mời thầu phải bảo mật hồ sơ dự thầu. 2. Tổ chức cá nhân có liên quan đến việc tổ chức đấu thầu và xét chọn thầu phải giữ bí mật thông tin liên quan đến việc đấu thầu. Điều 224. Mở thầu. 1. Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định, hoặc trong trường hợp không có thời điểm được ấn định trước thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu. 2. Những hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai, các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu. 3. Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở. Điều 225. Xét hồ sơ dự thầu khi mở thầu. 1. Bên mời thầu xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. 2. Bên mời thầu có thể yêu cầu các bên dự thầu giải thích những nội dung chưa rõ trong hồ sơ dự thầu. Việc yêu cầu và giải thích hồ sơ dự thầu phải được lập thành văn bản. Điều 226. Biên bản mở thầu. 1. Khi mở thầu, bên mời thầu và các bên dự thầu có mặt phải ký vào biên bản mở thầu. 2. Biên bản mở thầu phải có các nội dung sau đây. A. Tên hàng hóa, dịch vụ, đấu thầu. B. Ngày giờ, địa điểm mở thầu. C. Tên, địa chỉ của bên mời thầu, các bên dự thầu. D. Giá bỏ thầu của các bên dự thầu. D. Các nội dung sửa đổi, bổ sung và các nội dung có liên quan nếu có. Điều 227. Đánh giá và so sánh hồ sơ dự thầu. 1. Hồ sơ dự thầu được đánh giá và so sánh theo từng tiêu chuẩn làm căn cứ để đánh giá toàn diện. Các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu do bên mời thầu quy định. 2. Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được đánh giá bằng phương pháp cho điểm theo thang điểm hoặc phương pháp khác đã được ấn định trước khi mở thầu. Điều 228. Sửa đổi hồ sơ dự thầu. 1. Các bên dự thầu không được sửa đổi hồ sơ dự thầu sau khi đã mở thầu. 2. Trong quá trình đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hồ sơ dự thầu. Yêu cầu của bên mời thầu và ý kiến trả lời của bên dự thầu phải được lập thành văn bản. 3. Trường hợp bên mời thầu sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải gửi nội dung đã sửa đổi bằng văn bản đến tất cả các bên dự thầu trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất là 10 ngày để các bên dự thầu có điều kiện hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu của mình. Điều 229. Xếp hạng và lựa chọn nhà thầu. 1. Căn cứ vào kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải xếp hạng và lựa chọn các bên dự thầu theo phương pháp đã được ấn định. 2. Trong trường hợp có nhiều bên tham gia dự thầu có số điểm tiêu chuẩn trúng thầu ngang nhau thì bên mời thầu có quyền chọn nhà thầu. Điều 230. Thông báo kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng. 1. Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu 2. Bên mời thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với bên trúng thầu trên cơ sở sau đây: A. Kết quả đấu thầu. B. Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. C. Nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu. Điều 231. Bảo đảm thực hiện hợp đồng. 1. Các bên có thể thỏa thuận bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền đặt cọc ký quỹ do bên mời thầu quy định nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng. 2. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đến thời điểm bên trúng thầu hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. 3. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên trúng thầu được nhận lại tiền cọc ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng khi thanh lý hợp đồng. Bên trúng thầu không được nhận lại tiền đặt cọc ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng nếu từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng được giao kết. 4. Sau khi nộp tiền đặt cọc ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng, bên trúng thầu được hoàn trả tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu. Điều 232. Đấu thầu lại. Việc đấu thầu lại được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây. 1. Có sự vi phạm các quy định về đấu thầu. 2. Các bên dự thầu đều không đạt yêu cầu đấu thầu. Mục 4. Dịch vụ Logistics Điều 233 Dịch vụ Logistics Dịch vụ Logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc, bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa, theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ Logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ Logistics. Điều 234. Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics. 1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics là doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics theo quy định của pháp luật. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics. Điều 235 quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics một trừ trường hợp có thỏa thuận khác thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có các quyền và nghĩa vụ sau đây a được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác b trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng c khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn d trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý hai khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tập quán vận tải. Điều 236. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây. 1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng. 2. Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics. 3. Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời về hàng hóa cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. 4. Đóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hóa theo hợp đồng mua bán hàng hóa, trừ trường hợp có thỏa thuận để thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics đảm nhận công việc này. 5. Bồi thường thiệt hại, trả các chi phí hợp lý phát sinh cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics nếu người đó đã thực hiện đúng chỉ dẫn của mình hoặc trong trường hợp do lỗi của mình gây ra. 6. Thanh toán cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics mọi khoản tiền đã đến hạn thanh toán. Điều 237. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. 1. Ngoài những trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của luật này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hóa phát sinh trong các trường hợp sau đây: a. Tổn thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng ủy quyền. b. Tổn thất phát sinh do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics làm đúng theo những hướng dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng ủy quyền. c. Tổn thất là do khuyết tật của hàng hóa. d tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải. D. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận. E. Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại trọng tài hoặc tòa án trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày giao hàng. 2. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ được hưởng của khách hàng. Về sự chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình. Điều 238. Giới hạn trách nhiệm. 1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, toàn bộ trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không vượt quá giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất toàn bộ hàng hóa. 2. Chính phủ quy định chi tiết giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic phù hợp với các quy định của pháp luật và tập quán quốc tế. 3. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic không được hưởng quyền giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu người có quyền và lợi ích liên quan chứng minh được sự mất mát hư hỏng hoặc giao trả hàng chậm là do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics cố ý hành động hoặc không hành động để gây ra mất mát hư hỏng chậm trễ hoặc đã hành động hoặc không hành động một cách mạo hiểm và biết rằng sự mất mát hư hỏng chậm trễ đó chắc chắn xảy ra. Điều 239. Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa. 1. Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ một số lượng hàng hóa nhất định và các chứng từ liên quan đến số lượng hàng hóa đó để đòi tiền nợ đã đến hạn của khách hàng nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho khách hàng. 2. Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ hàng hóa hoặc chứng từ liên quan đến hàng hóa, nếu khách hàng không trả tiền nợ thì thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics có quyền định đoạt hàng hóa hoặc chứng từ đó theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp hàng hóa có dấu hiệu bị hư hỏng thì thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics có quyền định đoạt hàng hóa ngay khi có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào của khách hàng. 3. Trước khi định đoạt hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics phải thông báo ngay cho khách hàng biết về việc định đoạt hàng hóa đó. 4. Mọi chi phí cầm giữ định đoạt hàng hóa do khách hàng chịu. 5. Thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics được sử dụng số tiền thu được từ việc định đoạt hàng hóa để thanh toán các khoản mà khách hàng nợ mình và các chi phí có liên quan. Nếu số tiền thu được từ việc định đoạt vượt quá giá trị các khoản nợ, thì số tiền vượt quá phải được trả lại cho khách hàng. Kể từ thời điểm đó, thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa hoặc chứng từ đã được định đoạt. Điều 240 nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics khi cầm giữ hàng hóa. Khi chưa thực hiện quyền định đoạt hàng hóa theo quy định tại Điều 239 của luật này, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics thực hiện quyền cầm giữ hàng hóa có các nghĩa vụ sau đây. 1. Bảo quản, giữ gìn hàng hóa. 2. Không được sử dụng hàng hóa nếu không được bên có hàng hóa bị cầm giữ đồng ý. 3 trả lại hàng hóa khi các điều kiện cầm giữ định đoạt hàng hóa quy định tại Điều 239 của luật này không còn. 4. Bồi thường thiệt hại cho bên có hàng hóa bị cầm giữ nếu làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cầm giữ.